Vì thế, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nắm giữ tất cả sắc, không nắm giữ tất cả thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì tất cả pháp không thể nắm giữ cho đến không chấp tất cả môn Đà La Ni, không nắm giữ tất cả môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tất cả pháp không thể nắm giữ, Đại Bồ Tát này tuy đối với tất cả sắc thọ tưởng hành thức cho đến tất cả môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa, hoặc chung hoặc riêng đều không nắm giữ, nhưng vì bản nguyện thực hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chưa viên mãn, và vì bản nguyện chứng đắc 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng chưa thành tựu, nên trong thời gian đó hoàn toàn không thể nắm giữ tất cả tướng để vào Niết Bàn. Đại Bồ Tát này tuy có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và có thể thành tựu 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nhưng không thấy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và không thấy 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì bốn niệm trụ này tức chẳng phải bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tức chẳng phải tám chi thánh đạo, và 10 lực của Phật tức chẳng phải 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tức chẳng phải 18 pháp Phật bất cộng. Vì tất cả pháp, chẳng phải phi pháp. Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy không chấp trước sắc, không chấp trước thọ tưởng hành thức, cho đến không chấp trước 18 pháp Phật bất cộng, mà có thể thành tựu tất cả sự nghiệp. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quan sát kỹ như vậy. Những gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa của ai? Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy dùng để làm gì? Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quan sát kỹ pháp nào vô sở hữu bất khả đắc, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở trong vô sở hữu bất khả đắc chỗ nào cần hỏi? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, trong đây pháp nào gọi là vô sở hữu bất khả đắc? Thiện Hiện đáp, pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp Bố Thí Ba La Mật Đa là vô sở hữu bất khả đắc vì pháp không nội, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này Xá Lợi Tử, pháp sắc là vô sở hữu bất khả đắc, pháp thọ tưởng hành thức là vô sở hữu bất khả đắc, pháp không nội là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp không không tánh tự tánh là vô sở hữu bất khả đắc, pháp bốn niệm trụ là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp tám chi thánh đạo là vô sở hữu bất khả đắc. Pháp 10 lực của Phật là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp 18 pháp Phật bất cộng là vô sở hữu bất khả đắc, pháp 6 phép thần thông là vô sở hữu bất khả đắc, pháp chân như là vô sở hữu bất khả đắc, cho đến pháp thật tế là vô sở hữu bất khả đắc, pháp dự lưu là vô sở hữu bất khả đắc, pháp Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác là vô sở hữu bất khả đắc, pháp Bồ Tát là vô sở hữu bất khả đắc, pháp chư Phật là vô sở hữu bất khả đắc, pháp trí nhất thiết trí là vô sở hữu bất khả đắc, vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể quan sát kỹ các pháp sở hữu đều vô sở hữu bất khả đắc, như vậy thì tâm không chìm đắm, cũng không lo lắng ăn năn, không kinh hãi sợ sệt, nên biết Đại Bồ Tát này có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không xa lìa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, do đâu mà biết các Đại Bồ Tát này thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không xa lìa? Thiện Hiện đáp, Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sắc lìa tự tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tự tánh thọ tưởng hành thức, như thật biết Bố Thí Ba La Mật Đa lìa tự tánh Bố Thí Ba La Mật Đa, cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến như thật biết 18 pháp Phật bất cộng
lìa tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, cho đến như thật biết, thật tế, lìa tự tánh, thật tế. Này Xá Lợi Tử, do đó nên biết, các đại Bồ Tát này khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không xa lìa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, những gì là tự tánh của sắc, những gì là tự tánh của thọ tưởng hành thức, cho đến những gì là tự tánh thật tế? Thiện Hiện đáp, vô tánh là tự tánh của sắc, vô tánh là tự tánh của thọ tưởng hành thức, cho đến vô tánh là tự tánh của thật tế. Này Xá Lợi Tử, do đó nên biết sắc lìa tự tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tự tánh thọ tưởng hành thức, cho đến thực tế lìa tự tánh thực tế. Này Xá Lợi Tử, sắc cũng lìa tướng sắc, thọ tưởng hành thức cũng lìa tướng thọ tưởng hành thức, cho đến thực tế cũng lìa tướng thực tế. Này Xá Lợi Tử, tự tánh cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tướng, tướng cũng lìa tự tánh. Bấy giờ Xá Lợi Tử nói với Thiện Hiện, đại Bồ Tát nào học điều này có thể mong thành tựu trí nhất thiết trí? Thiện Hiện bảo, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, đại Bồ Tát nào học điều này có thể mau thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì đại Bồ Tát này biết tất cả pháp không sanh thành. Xá Lợi Tử hỏi, do đâu các pháp là không sanh không thành? Thiện Hiện đáp, vì sắc là không, nên sanh và thành đều bất khả đắc. Vì thọ tưởng hành thức là không, nên sanh và thành đều bất khả đắc. Như vậy cho đến vì thật tế là không, nên sanh và thành đều bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa học như vậy, thì gần với trí nhất thiết trí, như gần kề trí nhất thiết trí. Như vậy được thân thanh tịnh, được ngữ thanh tịnh, được ý thanh tịnh, được tướng thanh tịnh, như đắc được bốn pháp thân ngữ ý tướng thanh tịnh. Như vậy không sanh tâm tham sân si mạn dối gạt sanh tham kiến chấp tương ưng với tà kiến. Đại Bồ Tát này do thường không sanh tâm tham vân vân nên rốt ráo không đọa vào thai người nữ, thường được hóa sanh xa lìa cảnh giới hiểm ác, trừ khi vì nhân duyên làm lợi lạc cho hữu tình. Đại Bồ Tát này từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, giáo hóa hữu tình làm nghiêm tịnh cõi Phật, cho đến chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đã mong cầu thường không xa Phật. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát muốn được công đức thắng lợi như vậy, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa không được tạm bỏ,